Hồ Tích Tiến tuyên bố Trung Quốc có thể bắn hạ máy bay chở bà Pelosi tới Đài Loan. Thưa quý vị, Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo, hôm thứ Sáu 29 tháng 7 đã cảnh báo rằng những chiến đấu cơ hộ tống Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan có thể bị bắn hạ. Hồ Tích Tiến viết trên Twitter, nếu những chiến đấu cơ Mỹ hộ tống máy bay chở bà Pelosi tới Đài Loan thì đó là một cuộc xâm lược. Quân đội Giải phóng Nhân dân BLA có quyền xua đuổi máy bay của bà Pelosi và những chiến đấu cơ Mỹ bằng vũ lực, bao gồm cả việc bắn cảnh cáo và thực hiện các hoạt động di chuyển ngăn chặn chiến thuật. Ông này tiếp tục, nếu các biện pháp đó không hiệu quả thì sau đó sẽ bắn hạ chúng. Bà Pelosi dự kiến sẽ có chuyến công du châu Á từ thứ Sáu 29 tháng 7, nhưng bà từ chối tiết lộ rõ kế hoạch di chuyển do lo ngại về vấn đề an ninh. Bà Pelosi cho hay, vâng, tôi không nói về chuyến công du, bởi vì như các bạn biết đấy, đó là vấn đề an ninh. Phản hồi tuyên bố của Hồ Tích Tiến, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Green John Beer hôm 29 tháng 7 tuyên bố về các chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện, chúng tôi sẽ không đề cập tới. Hiện nay chuyến công du đó vẫn là dự kiến. Chúng tôi sẽ không nói về lịch trình của bà ấy. Tôi sẽ không nói về một kế hoạch dự kiến. Bình luận của Hồ Tích Tiến và lời khẩu chiến mới nhất của chế độ Bắc Kinh sau một loạt tuyên bố đe dọa trong thời gian qua. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đe dọa khai chiến bằng mọi giá để ngăn chặn việc Đài Loan được quốc tế công nhận là quốc gia độc lập. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm 28 tháng 7 cũng đã cảnh báo rằng Mỹ đang đùa với lửa về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh quan ngại về chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới Đài Bắc. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 29 tháng 7 tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác an ninh gần gũi với Mỹ. Trung Quốc xem Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời, bất chấp việc từ khi xảy ra nội chiến quốc cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ kiểm soát được Trung Hoa Dân Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn từng tuyên bố Trung Quốc sẽ trả giá đắt nếu xâm lược Đài Loan. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng là nước hỗ trợ vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ tự vệ.